Xin chào quý bạn, và hôm nay mình sẽ demo cho các bạn cái hình ảnh thực tế của chiếc camera C6N 3M. Và phiên bản này là phiên bản được hãng EZVIT nâng cấp từ những cái phiên bản 2M. Hiện tại thì theo nhiều nhu cầu thì hãng EZVIT đã sản xuất mã C6N 3M 2K này, và đây là cái hình ảnh thực tế 3M 2K. Và quý bạn cần tư vấn về chiếc camera EZVIT C6N 3M 2K này thì các bạn comment, nhắn tin Zalo số điện thoại mình để bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Và quý vị, các bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông, để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích và mình có nhiều nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Hẹn quý bạn ở video tiếp theo.